có lệnh truyền ra, Đức Thánh ông nghe có lệnh truyền ra, quân quan thủy bộ cũng là chủ dịch hộ bình đao phạm nam thành. Đao phạm nam thành nhớ mình, đao phạm nam thành đánh đông về bắc cho an nước nhà vừa nhóc kỷ bắc trung tuần mộng mười tháng chạm giờ dần dần để giang sinh ơi. Quân kéo đi đường đi đường chính chính nghi cơ đội nào nghiêm chỉnh nghi trường sau quân thuyền quân bộ đụng nhau quân lưng nghi lở thương nuôi lắng đầu khi can sống nghi đông dẹp bờ bắc tục hoành khắp mọi nơi đi hai quang thâm kỳ diệu hai quang chiếu tư trung ngà bích tăng cung sắc kim phủ hoàng thân cẩn thanh xua tiên trùng phương bằng sơ sơ kính thương nàng em bằng trạc kinh dâng ngài về tâu đôi chép biên rõ ràng khi cho đệ tử trường sinh quốc sử ký
Việt Trần Thị Định Đế Vương kể thế chị bình thiên trường tức mạc địa danh hải hà dục tu y trung minh cam kỳ thành ra